đâu để mấy cái tòa nào đâu. Bến du thuyền của khu Làng Anh, Làng Anh Lâm Chổng là nó có thiết kế biệt thự với lại ấy hay là khu du lịch? Bên này là cầu cầu Thủ Thiêm á. À cầu Thủ Thiêm đi về bên Bình Thạnh đúng không? Đúng đó, cầu Thủ Thiêm này này bên Bình Thạnh đầu nẻo đi ngang ngang cảnh á. Đúng rồi. Ngô Tố nè. Rồi qua bên đây qua Sa La nè. Ồ cái khu view đẹp quá, còn cái cầu mà từ quận 2 về quận nhất là chưa xây xong đúng không? À cái cầu mà bên kia thì nghe nó 34 á, nghe giờ Tôn Đức Thắng á. Còn này là khu A Khoa Ba Son. Này đây là khu Sài Gòn Pơ. Đây Sài Gòn bên này. Ồ. Còn đây là khu Landmark lô C. À này là lô C hả? Nó có mấy lô tất cả ta? Sơ 1, sơ 2. Rồi, bạch 1, bạch 2, bạch 3, bạch 4, bạch 5, bạch 6, bạch 7. Bây giờ luôn. Rồi bên kia Landmark 1, Landmark 2, Landmark 2, 3, 4, 5, 6. Ồ. Ồ, đây là hành lang bờ kè của khu công viên Vinmark, Landmark. Quá đẹp luôn. Nhìn đây thấy cái view với lại cái không gian ấy nó cũng có cao cấp ha. À, có camera giám sát đường sông. Bên kia đó là du thuyền hay bến xe buýt? Bus River hả? Kìa. Okay. À cái bến mà xe bus á. Ồ. Bên kia ở dưới nó cũng có cái xe bus đó kìa. Đó, cái công viên này đầu tư 300 tỷ công viên đó. Ghê tạo dấu ấn đó. Quá trời đẹp. Nhìn đầu kia chưa vô đây ha. Chưa, đâu có đi bộ nhìn thấy công viên này là đó. Đó, The Manor kìa nó. Ồ. Có nghĩa là xuyên suốt hai cái tòa nhà nhảy bên kia là The Manor. The Manor là khu căn hộ cao cấp đầu tiên ở cái khu này luôn á. Ờ, hiểu một cảnh. Nãy giờ nó nông lên đủ cái đường ông đi đang làm đường á. Ừ. Nãy giờ bữa nó dài đến rồi nó xong rồi. Cái chỗ này là có nghĩa là cư dân Vinmark chiều chiều đó chạy bộ, tập thể dục. Tập thể dục chơi, mấy công viên. Quá đẹp. Rồi bây giờ từ cái khu công viên của Landmark Vinmark Landmark nói là khu du thuyền. Ồ, khung cảnh nó xây đường đá đồ trồng cây đồ nhìn đẹp ha. Ồ, đây là khu vui chơi. Sân golf, tập golf trên đây. Sân nhỏ hả? Đây khu vui chơi. Ồ, khu vui chơi này thấy cũng ok á. Lên lấy cái view cái. Nó tập thể dục nè. Wow, quá đẹp. Nít là cứ chiều chiều ra đây ha, cuối tuần. Bên khu kia đó, đằng xa nó có một số cái hòn non bộ. À, quá đẹp luôn. Khu này làm gì? Cỏ nhân tạo ha. Quá đẹp. Ừ, ở đây nó có cái máy bán hàng tự động luôn nè, để phục vụ cư dân. Máy này là của công ty nào? SB. Có nhiều loại nước uống ha. Còn cái giá nhiêu? 15.000, 10.000 được cái giá. Thì giá nó bình dân. 5.000 luôn nè. Nước suối 5.000, ok. Bán giá hợp lý. Nếu như mà một căn cũng 60m2 mà nằm ở mấy block này mà so với cái tòa nhà Landmark thì Landmark nó mắc hơn bao nhiêu lần nữa? Cũng xem. Xem giá hả? Vậy chứ nếu như vậy thì ai cũng thích ở Landmark hơn chứ hả? Không, Landmark thì nó tùy người. Ví dụ như ông ở Landmark thì nó gần trung tâm máy thò thì nó ồn. Ồ. Thì nhiều người không thích ồn nè, nó dời vô trong khu này. Ừ. Còn này là bây giờ đi xuyên vô khu mà gọi là khu cũng công viên luôn hả? Đây công viên nó chạy dài á. Chạy dài dẫn ra phía bến cảng tàu. Đây có cái tượng ý nghĩa gì? Khu đi khu BBQ này đăng ký rồi. Ồ. Ra ngồi. Khu BBQ.
Bên kia kêu này là mình tự do chứ mình phải đăng ký bên ban quản lý không? Đăng ký. Đăng ký. Rồi xong rồi họ sẽ đem bàn ghế rồi ra cho mình hả? Thì mình nhé, mình tối tối mình phí một ngày mắc không? Không, miễn phí trong phí quản lý. Ồ. Bên tôi mua ở bên Bình Dương thì phải đóng tiền mấy trăm ngàn. Bao nhiêu cái chòi, bao nhiêu ấy thôi, nhưng mà nhiều cư dân phải đăng ký trước. Đúng rồi, để đồ nó xếp lịch phải không? Xếp lịch cái. Còn đây là cái chòi phải không? À, cái chỗ nấu nướng. Wow, vô review chút xíu. Wow, đây là cái chòi mà BBQ. Đó. À, khi mà thuê mướn là nó có sẵn. Chỗ rửa tay nè. BBQ. Thử dọn rác. Quá đẹp. Ô, từng chòi nữa. Hỏi như chòi ta. Nó có đánh số tự hết ha. Ờ, đây tiện ích này đẹp hết chứ. Em phải đăng ký. Đào ra rồi cái khu đây ông được đi trên cỏ rồi nè. Ông trải ra. À, ngồi trên đây là ngồi trên cỏ nữa ha. Ông trải ra đồ nấu nướng rồi lên đó. Rồi, còn không thì mình sẽ còn nghiêng một cái lô cỏ lô cứ đi ngang qua một cái mình ông trải chứ ra. Đó đẹp. Tới dịp mà bắn pháo hoa nó bắn ngay giữa đây nè. Bắn ngay giữa bãi cỏ đó nữa hả? Ừ, nó làm cái chỗ bắn pháo hoa. Chứ phải bắn trên đỉnh của thằng lên mặt hả? Đây là bắn tầm thấp nè. Ừ, còn trên kia bắn tầm cao. Rồi quá đẹp. Đồ bắn đi không chạy bộ hai công văn hai vòng này không thấy mệt. Hai cây số. Ở đây có một cái tượng, tượng nữ thần. Lâm giờ có mấy căn ở đây không? Để ở riêng á. Ở riêng là mình ở căn căn đủ rồi hả? Đầu tư mấy căn. Ok. Đầu tư riêng luôn á hả? Ừ. Rồi để đầu tư mua bán mà. Ok. Rồi bây giờ đây là tới cái bãi cỏ khu trung tâm của Landmark công viên. Đó, khu bãi cỏ rộng lớn nhất luôn. Banh ông đồ ông tập thể dục rồi. Đại khu này là nhìn bao quát hết tất cả các block. Đó, nhìn xuyên qua main là tòa nhà cao nhất. Wow. Ê nhìn xuống tới cái D2 luôn rồi kìa. Ừ cái đó để coi tới 2 á. Ừ. Quá rộng luôn. Quá đẹp. Ra đây ông nhìn tổng quát hết nè, tất cả to nè. Phía xa là hai cái tháp. Là hai cái tòa quan sát để cho cư dân có thể lên trển quan sát khung cảnh xung quanh ở tầm cao. Rồi bây giờ trên cái đường dẫn này là nó dẫn ra tới cái khu biệt thự. Đây là khu bến du thuyền á hả? Đây du thuyền nè, du thuyền của Nguyễn Thơm nè. Ok. Đó, bên kia là cầu Sài Gòn. À, cầu Sài Gòn đó. Wow, mẹ bây giờ nhìn cầu Sài Gòn thấy nhỏ xíu. Xa xa là bến du thuyền. Bên kia là Bird River, bến đường sông. Còn xa nữa là bên Canto View phải không? À, đây là quận 2 rồi. Hai tòa nhà Canto View phía bên kia. Đó, bến du thuyền này, bên thôn này. Đẹp quá. Đó, đây có bến du thuyền. Ai có du thuyền thì cứ mua vô để đây. Phía xa là cầu Sài Gòn. Ê hả? Lấy tiền nó xài tối đi làm. Bây giờ đang đi giữa hai hàng cây dừa kiển, đường dẫn ra khu biệt thự của khu Landmark 81. Phía trước là cái tòa nhà Landmark. Nhìn quá đỉnh luôn. Làm sao có một hai căn trong đây. Quá đẹp. Ba trăm tỷ. Đâu còn căn nào 300 tỷ? Cái căn là 210. Căn là đầu hồ, đạo hồ xuyên. Ok. À, đây là dòng sông, cái kênh đằng sau lưng khu biệt thự ở lên mà 300 tỷ. Chừng nào làm căn chổng lâu?
Này là lễ mới bắn nhặt nước hả? Dạ. Hay công viên nước. Này có khu hồ cá coi đó ngay kia. Ờ, có khu hồ cá coi đó. Vậy thì tiện ích quá, đỉnh rồi. Rồi, lên cầu. Đây là một cái cầu lớn, bắc qua một cái kinh rạch, vô cái khu căn hộ.